À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực Sugan 2. Mình là Tân Qua Tuyên Quang và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục cái chiến dịch của gia tộc Otomo, những đứa con của Thiên Chúa. Và ở tập trước thì mình cũng đã thực hiện cái cuộc chiến và nói thế nào nhỉ? Cũng đã đánh tiếp tục cái chính sách diễn biến hòa bình và loạn lật đổ để kích động hết cái vùng phía Bắc này. Chúng ta sẽ tiến và kết thúc bằng việc mình vây cái thành này. Mình sẽ tiếp tục cho các cái quân đoàn này nó tái chiếm lại những cái vùng đất nó bị hoang hóa này. Nhưng có lẽ là để lượt sau đi, bởi vì bây giờ mình không có nhiều tiền để có thể xây nhiều công trình khắp nơi như thế. Mà lương thực thì cũng âm rồi. Đấy, bây giờ thì cứ tạm thôi đã. Đối với mình bây giờ các cái vấn đề ở trên bộ nó không phải là vấn đề lớn của mình lắm. Mà vấn đề của mình bây giờ là trên biển. Mình phải làm thế nào đó để ngăn chặn cái hạm đội của cái thằng ở đây này. Nó đóng ở cái đảo này này. Không thể tiến quân đi được nữa. Còn bọn này thì thực sự mình không sợ lắm. Bởi quân đội của nó không có gì đáng phải nể cả. Hải quân của nó không có gì mà phải sợ lo. Mình hoàn toàn có thể phòng thủ được. Đấy. Ở đây mình sẽ cho thêm một quân đoàn này nữa sang. Là mình sẽ có đủ lực lượng để đi đánh nhau rồi. Đấy. Thế thôi, mình không cần nhiều lục quân đâu mà. Kết thúc bằng việc thì mình vây thì bây giờ mình sẽ tấn công cái thằng này đã. Mình thấy là nó cũng có nhiều đội cung lắm. Và chắc mình sẽ phải cẩn thận với đội cung của nó. Rồi, trời thì đang mưa, chúng ta sẽ chờ thời tiết nó tốt tí để đánh nhau. Đấy, trời nắng này đánh nó tốt. Trời nắng ráo này đánh nó mới ổn được. Mưa thì khó đánh lắm. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Nó sẽ tiếp tục á. Mà thằng Linza đứng luôn đây cũng được. Mấy thằng phá phản lực này thì phải lên đầu tiên rồi. Rồi, vào thôi. Cho mấy thằng phá phản lực vào trước. Đội cung đi ra, đội kỵ binh. Cái đó là đồ họa của Sugan 2 này cũng khá đẹp mà. À, mấy anh Masnok chạy sang trước. Ây da, cầu đẹp thế. Úi dồi, chưa gì đã bắn rồi. Úi dồi,
rồi. Bắn vào đây em ơi. Bỏ fire wheel đi. Vào đây. Bay cứ phải gọi là như phim trưởng. Thành của nó đang cháy rồi. Đây tiếp nào. Ui rồi. Bọn này ăn no đạn này. Công nhận bản này chơi nó có rất nhiều chất phim ảnh, xem sướng mắt thật đấy. Rồi lấy sang đây đi, bắn vào đây. Mấy thằng đứng chỗ này sao cũng gần chết hết rồi. Bay vào nhà. Chết rồi. Sợ quá. Phá phản lực ơi là phá phản lực. Đây bắn vào đây. Thế thì còn gì là nhà với cửa nữa. Bọn cung này nó vẫn tiến được à? Bắn được. Được. Chạy ra đây. Bọn cung này lớn thật. Bắn chéo quá, khó ăn. Mình phải cho đội cung thủ vào để bắn bọn này rồi, chuẩn bị đấu rồi. Bắn vào đây. Đám cung đứng trên thành này nó vẫn gớm nhỉ. Úi dồi. Bọn này sắp lại học bay. Bọn này bay như phim. Thế đó, đứng gần là hay bị chúng nó phơ lắm. Vào đây em ơi. Cẩn thận bảo mấy thằng này. Mấy thằng cung thủ nó bắn rát á. Rồi. Bọn này nó vẫn chưa chịu chạy đi, nó đứng ở đây. Dã cho nó chết luôn. Nó chưa chịu chạy đi. Đây này. Đội cung thủ nó đứng đây lì thật. Mình chạy ra nó bắn cho mình mất nhiều quân phết đấy. Okay.
bắn vào đây. Chạy ra đây, chạy ra đây. Ra đây. Đảm bảo nó không bắn được. Ok. Không bắn được à? Bắn xa thế nhỉ? Ôi. Cung thủ bắn xa thế. Chết đất mấy thằng mình đấy. Mày bắn ngay rồi. Cho mày nhà mày tan hoang luôn. À, cho bọn này fight wheel. One of our units has used all its ammunition, my lord. Vào đây đã. Tiếp đến mấy thằng thịt ra. Nát nhà của nó ra. Tội dám đánh mà bắn anh. Nó còn đội cung này mạnh phết này. Bow Samurai này. One of our units has used all its ammunition, my lord. Hết tên rồi. Bow Samurai. Đó, nó có Bow Samurai. Tản ra. Rồi. Tầm bắn của mình với tầm bắn của nó bằng nhau mà, đúng không? Bắn. Đi ra rồi. Tiến vào đây. Đi ra anh ta, chuẩn bị. One of our units has used all its ammunition. Nó cũng đang bắn mình đấy. Đây là cuộc đua xem thằng nào bắn nhanh hơn. Úi giời, bọn đằng sau này chết cũng khơ khớ. 13 thằng à? Tưởng mày thế nào? Rồi, đội ninja đã áp sát tường rồi. Úi trời ơi, mày đứng ở đấy à? Mày tưởng mày đứng ở... Mày bắn cung đi. Bắn cung đi. Úi trời, úi trời. Bắn cung đi, bắn cung đi. Mấy thằng cung thủ này á? À? Chạy ra đây mà bắn. Bắn. Có linh ra yểm trợ rồi. Úi trời ơi. Úi trời ơi, mày có bắn được không là vấn đề. Hay chả, nó cũng bắn mình khơ khớ. Được.
trả giết bọn này đã. Nó hạ đội linh gia này của mình mất nhiều quân quá nhỉ. Tiêu diệt hết cái đám cung của nó đó. Xong đến bọn này. Úi dồi, úi dồi, gà nó lấy bom đạn liên tục vào đây. Tuy nhiên là có động đất cũng bằng. Xong rồi à? Hết rồi à? Chúng nó... Snoop Minu. Rồi mưa tên bay vào đây. Cung thủ chúng ta vẫn còn khá khá tên, sử dụng hết đã. Ồ, bọn này trèo ra đây để chết à? Để tiến sát à? Đúng là phim ảnh. Tay sắc máu. Cứ như là có động đất không bằng ấy. Khiếp quá, khủng khiếp quá. Ui giời ơi. Một cơn bão lửa. Ui giời ơi.
cứ phải gọi là thảm sát dân thường. Ok, chúng nó chạy ra để tự sát à? Mấy thằng này ảo tưởng sức mạnh như thế nào này. Định xông ra đánh nhau với cung tên mình. My lord, a glorious victory will soon be yours. Nó ở trong thành nó thấy bị khủng hoảng quá, nó phải chui ra ngoài. Bị mình ném lựu đạn chết nhiều quá, bây giờ chui ra ngoài. À, chui ra cũng được. Anh đỡ thì trèo vào. Cho đội linh gia đứng ở đây. Đấy. Chúng nó cứ xông ra làm cái gì nhỉ? Rồi đó, đi ra ra đây đứng đi. Chỗ này bọn chúng nó cứ thích xông ra ngoài. Chúng nó xông ra thì nó ăn làm sao được với đội Niigata Samurai này. Khổ lắm cơ. À đâu, chúng nó đã bỏ chạy rồi, thôi không đuổi nữa. Niigata Samurai đứng đây. Úi dồi ôi. Úi dồi. Úi dồi. Đẹp mắt thế. Ủa thân thằng bé. Chắc bây giờ thì không còn muốn đánh, không dám đánh nhau nữa. Cung thủ bắn gần hết tên thế nhỉ. Còn vài đơn vị, còn tên. Đây, còn hai thằng này. Bây giờ đây bắn lốt đi. À, nó vướng. Nó vướng nên nó không bắn được. Bắn hết lốt đi để xong cho bộ binh vào. Bắn vào đây. Rồi. One of our units has used all its ammunition, my lord. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Úi giời. Úi giời. Hết tên chưa? Gần hết rồi.
Divanita Samurai, xông vào đây. Ôi, Linza nó lém cũng hết cả lựu đạn rồi kìa. Kinh nhỉ. One of our units has used all its ammunition, my lord. Ai da. Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu. Xông vào đi. Mấy thằng ảo tưởng sức mạnh này đánh nhau với Niganita Samurai đánh làm sao được. Chào bà em ơi. Nhau với Samurai ăn làm sao được. Ai giả, xong ra đây. Còn được bao nhiêu thằng nữa? Úi giời. Úi giời. Úi dồi ôi, cái đầu. Cái đầu vừa văng ra ngoài này. Ra nó chém đúng là mắc họp. Ui cái đầu của. Ui ui. Ui ui. 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 Cái màn hình của tôi. Ui ui ôi. Bọn lên ra. Lên ra. Ai à. Ai da. Ui dồi. Xong xong. Thôi chúng nó đã xong rồi. Hội đã tan rồi. Chia tay đi vòng xong. Ây da, ái giả võ đấy. Úi dồi. Úi dồi. Chúng nó tèo hết rồi. Xong vào đây. Anh chống trận à? Ồ. Những người lính quả cảm.
Úi dồi ôi. Anh lính này rất là anh dũng này. Ô, thế còn cái gì nữa? Ôi. Rồi. Tướng lên hạ, lập chư hầu á. Thôi, không cần. Chiếm được cái tỉnh này đã. Phá cái nhà này đi. Ủa. Nó có một đơn vị quân đây này. Có thêm tí sẻng, mày hết mất tiền vào đấy. Thôi, qua lượt đã. À, thuyền chở quân à. Truyền giáo thăng hạng. Mình vừa thấy mấy cái thuyền chở quân nó lởn vởn quanh đất nhà mình. Chỗ này là một. Mày thích chở quân à? Chở đi đâu? Mày định chở đi đâu? Đây à? Nào nào khử hết đám này. Cho thêm mấy cái thuyền buôn vào nữa. Vừa loáng thoáng thấy chúng nó lượn lờ đâu chỗ này. À, ra biển lâu quá bị chết hết quân rồi này. Lại ra vùng nước xấu nhá. Rồi, cứ ra vùng nước xấu mà bơi. Anh phong tỏa hết, không để chúng mày tiến vào được vùng này. Đừng có mơ tiến được vào vùng nước đông. Linza, tăng 3 kinh nghiệm cho Linza để tuyển ở tỉnh này. Xây luôn nhà Linza. Quân của nó toàn quân củi, sợ đấy nhỉ. Không được, dành tiền để kích động bạo loạn tiếp. Truyền giáo thăng hạ. Mắc vào sự biến hòa bình và bạo loạn lật đổ mà. Đây nó còn một đơn vị quân. Mình chưa đánh đến được. Xây nhà lên ra.
Lần này lên thì có tên tí á. Chứ không đủ tiền thế này. Hết tiền này, nghèo quá. Và đây đã em ơi. Sang bờ bên này luôn. Đánh chiếm cái vùng này. Hải quân của mình vẫn phong tỏa tốt vùng biển ở đây. Sợ gì đâu. Chúng nó không có cơ hội để có thể tiến vào vùng biển của mình. À, lại đây à? Không tiến lên được đâu. Ái xả. Master, one of our sea trade routes is under attack from an enemy fleet. Without intervention, they will continue to raid and take our goods and income for themselves. Mấy thằng này nó bị mất kìa. Black ship này. Mày chết. Không ăn được đâu. Ăn là vỡ mặt đấy. Ăn là vỡ mặt đấy. Huy động hai chiếc thuyền này xuống. Ngon. Còn một chiếc chạy vào đây à? Mày cũng giỏi lắt léo nhỉ? Mày cũng giỏi lắt léo đấy. Còn khu dưới này thì chạy đi đâu cho hết nắng. Mày chạy đi đâu cho hết nắng? Chạy đi đâu cho hết nắng hả em? Anh đã bảo là anh sẽ phong tỏa vùng này lại này. Chúng mày cứ đứng ở ngoài đấy cho chết cháy luôn. Đứng vào đây đã. Nó cứ đứng ở ngoài này là nó chết dần. Úi dồi. Úi dồi, chết dần quân. Lên thuyền em ơi. Vào bờ. Đánh chiếm tỉnh này luôn. Rồi, những chỉ này easy quá. Ồ, tỉnh này ngon nhỉ. Nhà ruộng này. Thôi không cần, vùng này. Một cái nhà liên gia là để chỗ góc này là được hả? Không thấy nó... Ui, đó toàn lính đông dân. Hoàn toàn không có kỵ binh đúng không? Ồ, trận này thì pháo phản lực nó bắn cho thì đẹp bao phê này. Nó không có kỵ binh.
Ai, chúng nó lại chui vào trong rừng rồi. Quân mình với quân nó lại bố trí ở hai nơi khác nhau này. Quân địch ở hướng này. Tướng thì không thể đánh nhau được, nhưng mà mình cũng không muốn cho tướng nó đi đánh nhau cận chiến mấy. Thôi mày chết phát thì vỡ mồm. Kìa, quân nó ở kia kìa, nó đang thu lên cái quả đồi. Nó đang chạy lên cái quả đồi trên này. Dồi ôi, nó dồn vào góc à? Được cái chỗ đấy rừng thưa, mình vẫn có quan sát được chúng nó. Ngày xưa chỉ những các samurai thiện chiến mới được cưỡi ngựa, chứ còn lính nông dân lấy đâu ra ngựa mà cưỡi nhỉ? Làm gì có tiền? Làm gì có tiền? Cánh rừng của Nhật Bản đẹp mà nhỉ, anh em cũng nhận thấy đẹp không? Rất phim ảnh, trông như chúng ta đang xem một bộ phim cổ trang của Nhật chứ. Vào tầm bắn rồi. Rút chạy thì rút lên mây. Ô. Bow Samurai bắn từ đó, đứng như này thì làm sao mà bắn được.
Rồi, bắn đi. Nó lùi hết cỡ rồi đâu. Úi trời ơi. Nó di chuyển cái là nó lộ mục tiêu. Úi trời ơi. Di chuyển là bị lộ mục tiêu. Ôi ôi. Không thể không thấm mấy nhỉ. Sức mạnh của công nghệ là không thể chối cãi. Bow Samurai này, bắn đi. Tiến lên xíu nữa. Chúng nó làm gì còn đường lui nữa nhỉ? À đúng rồi, mình biết cách rồi. Phải bắn cho chúng nó nhử, cho chúng nó di chuyển. Thì lúc đấy nó mới hiện những đội đang đứng trong rừng ra được không? Chết tan xác chỗ này, khá nhiều thằng chết đấy. Vẫn dứt khoát không chịu giả. Thà chết trong rừng cũng không giả. Thà chết trong rừng chứ không quyết không chịu giả đúng không? Phản lực nó bắn nát boom chỗ này ra rồi. Tan rồi. Đấy thằng này chỉ huy à? Không chịu chui ra thì cho chúng mày chết trong rừng. Lì nhỉ? Dứt khoát không chịu ra. Thank you.
Chết một nửa quân số thì vẫn chưa chịu ra. Pháo phản lực của mình vẫn còn nhiều đạn lắm. Bắn. Vẫn chưa chịu xông ra. Chưa chịu xông ra. Ra ngoài này. Bọn này chơi lấp trong rừng à? Khá nhiều đạn pháo nên mình phải bắn cho bằng hết đã. Còn rất nhiều mà. À đây rồi. Nó đang di chuyển. Anh em đứng lại. Nó đang di chuyển. Bắn. Quý cung thủ nó mà bắn. Nó đang di chuyển. My lord, treacherously meant to ambush us. Lùi ra. Rồi. Dụ nó thế thôi.
will soon be yours. Anh ở đây. Chúng nó chạy hết rồi. Mình ghét nhất cái trò chúng nó chui vào rừng. Một trận đánh cũng vất vả. Không giết được nó nhỉ? Không đủ tầm. Quân đoàn này có lẽ tấn công lên đây. Mấy cái thuyền của nó sắp hỏng hết đến nơi rồi. Black Sheep. Nhưng mà thuyền này của mình đang bị hỏng. Bốn chiếc thì chắc ăn được. Nhưng mà mình hết lượt đi rồi. Ấy, thế thì phải bỏ đi, không nâng cấp công trình nào đó. Trừ 5. Trừ 5. Hết rồi. Phải tạo công ăn việc làm cho đội bạn chứ. もうこれ以上歩けません。私の力がご入り用で。ではすぐに。拙者にご命令を。ここを我が家としてみせましょう。殿のご随意のままに。チャラロワ。いかにいたしましょう。Rồi. Để xem các bạn ấy định làm gì mình tiếp nào. Ôi giời, chạy vào đây à? Chạy đâu cho hết nắng bây giờ? Bọn này đúng là nó chán sống thật. Chán sống thật. Chúng nó chán sống thật. Bỏ hai thuyền này đi. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Rồi. Đợt này có thể rút đi một chiếc thuyền nữa. Nó cũng không đánh được mình đâu mà. Đây mình còn một chiếc thuyền đây nữa rồi. Đâu? Còn thằng nào nữa không? Có vài thằng vừa lọ mọ ra đây à? Đây à? Mày chạy đi đâu? Anh bố trí lực lượng ở khắp mọi nơi cơ mà. Mày chạy đi đâu bây giờ hả em? Thôi lại ra vùng biển nước sâu mà ở. Haha.
Rồi. Cứ ra biển nước sâu mà. Vùng biển nước nông này anh kiểm soát rồi, đừng có cố vào đây. Tiến nó đây. Không tới à? Nó có mấy thằng này nó đánh được à? Một thằng. Còn có một thằng thôi. Đứa này đứng vào thành này đã. Mình phải phong tỏa hết cái vùng này được. Trời ơi. Cố gắng lên em. À, Starbot nó phát nhỉ? Ám sát. Tưởng nó đã chết. Thất bại à? Chết tướng là một điều rất khổ đấy. Con này thì nó không biết làm gì khác ngoài ám sát con cây xa này. Nhưng cái khả năng ám sát của nó thì thực sự là đáng sợ. Thực ra khi mà mình nâng cấp cho tướng thì phần lớn là các anh em nhìn có thể thấy là phần lớn là mình nâng cấp hỗ trợ cho quân đội chứ không ít khi mình tăng cho chỉ số cho tướng đúng không? Đó, đấy là mỗi người có một cách chơi, cách của mình là như vậy. Đó. Chủ yếu mình hỗ trợ cho quân thôi. Hết tiền rồi. Bọn chúng nó cứ đưa thuyền xuống nhưng không thể đi qua được vùng biển của mình. Đấy, tao vừa nhìn thấy một thằng chạy lòng vòng ra đất của anh. Chúng mày cứ thích chui vào đất của anh. Rồi, à, lại đây à? Lại tự sát. Âm mưu thích khách. Cộng 15% phí. Ồ. Quỷ gió thật. Mày cứ chạy vào vùng đất của anh. Úi dồi ôi, thuyền này thì đánh được ai? Chạy ra kia. Để anh về đây hồi ít quân. Không cho được cái thuyền này lên. Nó đang chặn cái cảng nào mình ở chỗ dưới này nữa cơ mà nhỉ? Đâu, không có. Sao mình đây ở đây còn có một hạm ở đây? À, nó ở đây. Mày hạ bưởi. May hạ bưởi. Rồi, chiếc thuyền này sẽ phải bỏ đi. Chiếc thuyền này thêm vào. Không cần quá nhiều thuyền đâu mà. Để có thêm một chiếc thuyền Tây nữa ra đây. Phòng thủ từ xa. À, chạy về nhà đi cưng.
Rồi. À, có lẽ tạm thời mình sẽ dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác nữa của mình, các bạn hãy đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.